đến với lớp học tiếng của cô ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ học về gì đây nhỉ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về các bộ phận trên cơ thể. Và chúng ta sẽ cùng nhìn cho cô nhé. Chúng ta hãy cùng đặt tay lên trên đầu của mình nào. Mình sẽ có một bài tập thể dục nho nhỏ nhá. Chúng ta sẽ có đầu của mình ở đây. Chúng ta đặt tay lên đầu nào. Và chúng ta sẽ tập từ cái đầu ở trong tiếng Anh là gì đây? Hat. Hat. Chúng ta sẽ cùng đọc lại giúp cô nhé. Và mình bật âm t ở cuối từ ra nào. Hat. Hat. Và khi chúng ta nói đây là đầu của tôi, chúng ta sẽ nói thế nào ạ? This is my hat. This is my hat. This is my hat. This is my hat. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đặt tay lên mắt của mình. Chúng ta có từ để trị mắt là gì đấy ạ? Eyes. Eyes. Và mình sẽ giới thiệu đây là đôi mắt của tôi, chúng ta sẽ nói thế nào. These are my eyes. These are my eyes. These are my eyes. These are my eyes. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đặt tay lên tai của chúng ta. Chúng ta có mấy cái tai đấy ạ? Hai cái tai đúng không? Và chúng ta sẽ đặt tai là ears. 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 These are my ears. These are my ears. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhắc lại nhé. This is my head. This is my eyes. This is my ears. Chúng ta đã có hat có nghĩa là đầu này, eyes có nghĩa là mắt này, ears có nghĩa là tai. Thế còn mũi của chúng ta thì sao nhỉ? This is my nose. 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 This is my nose. This is my nose. This is my nose. And mouth. 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 Các con lưu ý cho cô nhé. Mouth có nghĩa là cái miệng chứ không phải là môi nha. Chúng ta có mouth có nghĩa là miệng. Các con đọc cho cô nào. Mouth. Mouth. Mình sẽ đặt lưỡi ở giữa hai răng và đẩy hơi ra ở cuối từ nhé. Mouth. Mouth. This is my mouth. Ok, vậy là chúng ta đã có hat, eyes, ears, nose, mouth. Có nghĩa là gì đây ạ? Đầu, mắt, tai, mũi và miệng rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta đã cùng học được các bộ phận ở trên đầu rồi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống cái chân nhá. Mình có đầu gối là gì đấy ạ? Đầu gối của chúng ta sẽ đọc trong tiếng Anh là knees. Knees. Tại sao chúng ta lại đọc là knees nhỉ? Bởi vì là mình có hai cái đầu gối cho nên là mình sẽ phải đọc theo đuôi S rồi nhá. Knees. 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 These are my knees. These are my knees. These are my knees. Chúng ta đã có đầu gối rồi thì bây giờ mình sẽ phải có các ngón chân đúng không? Và các ngón chân của chúng ta đọc trong tiếng Anh sẽ là toe. 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 Toe có nghĩa là một ngón chân nhá. Và khi chúng ta đọc là toes có nghĩa là nhiều ngón chân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại nào. Toe. 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 This is my toe. This is my toe có nghĩa là đây là ngón chân của tôi. Mình sẽ cùng nhắc lại nào. This is my toe. This is my toe. This is my knees. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vận động một chút. Cô sẽ hướng dẫn các con các động tác để chúng ta sẽ cùng học theo khi mà chúng ta nghe bài hát tiếp theo nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cho cô nào. Mình cùng nhắc lại một lượt nữa tất cả các bộ phận trên cơ thể. Head, eyes, ears, nose, mouth, knees, toe. À, chúng ta còn có một bộ phận nữa, đó chính là đôi vai. Và chúng ta có từ đôi vai trong tiếng Anh là shoulders. Shoulders. Các con đọc bằng lưỡi chữ R cho cô nhé. Shoulders. Shoulders. These are my shoulders. These are my shoulders. Đây là đôi vai của tôi.
các cái giai điệu và các động tác của bài hát rồi. Thì chúng ta có thể nhắc lại cho cô là hôm nay mình đã học về cái gì không ạ? Đúng rồi, hôm nay chúng ta đã học về bộ phận cơ thể. Và chúng ta có các bộ phận là heart. This is my heart. Eyes. These are my eyes. Ears. These are my ears. Nose. This is my nose. Mouth. This is my mouth. Shoulder. Shoulders. These are my shoulders. Knees. These are my knees. And toe. This is my toe. Ok, vậy là chúng ta đã cùng học xong tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phải tạm biệt nhau thôi. Nhưng trước hết cô có một yêu cầu nhỏ nhỏ. Đó là các con sẽ cùng phải ôn tập lại cho cô tất cả các từ vựng mà ngày hôm nay chúng ta đã được học. Bên cạnh đó mình sẽ học theo cho cô mẫu câu This is my hoặc là These are my. Đây là, chúng là. Và bên cạnh đó thì nếu có thời gian chúng ta hãy cùng nghe lại bài hát vừa rồi. Và mình sẽ cùng nhún nhuyễn theo bài hát đó để chúng ta có thể ôn tập lại kỹ hơn về tất cả các từ vựng mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay nhá. So see you next time and have a good day, goodbye.